ok, hướng dẫn các bạn thay socket 1150 trên main P81D3. P8D3 đúng rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ lên cái máy lắp chip thôi. G5860. Ở đây thì tôi đã xếp mức nhiệt sẵn về cái là đóng socket của PC. Đầu phần trên là P255 và đầu phần dưới cũng là 255, 245, 245 tới 225. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đóng thôi.
lên á, là cho nó dễ cao, cũng thứ hai nữa nó bằng. Để chì nó cọ này với sóc két nó có chì đó, nó sẽ cọ nó chụp lên liền. À, hiện tại giờ là mình phải rút cho nó bằng kiểu nãy nhưng mà nó vẫn còn. Đúng rồi, chính xác. Nếu mình không rút bằng á, mình để sóc két lên á, trên sóc két nó vẫn có chì, nó cục cục gì đó. Để lên là nó sẽ không bằng được thì đóng nó sẽ lại. Bắt buộc phải rút cho nó bằng này. Bánh sóc két thấy vị trí nhiều giai đoạn. Chống thôi chứ không nó có một cái chấm nó lệch qua đó. Chân chống là nó dở, nó không có dây đồng, nó dễ như lâu ngày chân ở trong cái kết nó mục mất sẽ không có kết của mình là sẽ có sẵn chì hết, chì zin của thằng Foxconn, hãng Foxconn nó làm có chì sẵn hết trên đây này, đó cho nên mình bắt buộc mình phải khỏ này, mình phải vuốt cái này cho đều, không thôi mình để lên là chì này với chì kia nó khỏ nó chịch ra liền. Bây giờ lấy vuốt cho bảo lên. Thank you.
nhìn khung trong hoặc là nhìn khung ngoài, tùy theo cái ưu điểm của mọi người thôi. Nó nếu mà không vuốt là canh rất là khó nữa. Không vuốt là canh nó không có gọi là nó bằng như ngay trên đây được. Chụp tới chụp đuôi có khó khăn. Như chỗ này vuốt chưa sạch. Chụp. Nóng nóng nó sẽ tự động nó rút về. Rồi, ok. Tiến hành thôi. Phát vào đây.
rồi ok ok chưa? Quay lên để chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn. Rồi, có này nhảy quay có này nó nhảy về D6 gam qua gam rồi. Rồi ok xuất hình. Rồi good, chỉ là đã xong quá trình đóng socket main gigabyte H81D3. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video.